Nước lũ đe dọa mùa hoa đào của Washington. Mùa hoa đào của Washington năm nay đã diễn ra tốt đẹp, thời tiết ấm áp đã giúp hoa đào nở rộ đúng dự đoán, thu hút hàng trăm ngàn du khách. Tuy nhiên, các quan chức tuyên bố biểu tượng hoa đào của Washington đang bị đe dọa và cần có hành động khẩn cấp. Hệ thống giao thông xuống cấp, tường chắn biển hao mòn và mực nước biển dâng cao là nguyên nhân đem đến lũ lụt thường niên cho khu vực Tidal Basin là nơi có nhiều hoa đào nhất. Dịch vụ công viên quốc gia cùng với tổ chức Trust for the National Mall và National Trust for Historic Preservation đang cố gắng cứu lấy tidal. Ngoài việc xây lại từng trắng biển và giải quyết vấn đề lũ lụt, các nhóm cũng sẽ nâng cấp, sửa chữa các lối đi và hệ thống an ninh. Cứ hai lần trong ngày, khi thủy triều lên cao, một dải vỉa hè bên cạnh đài tưởng niệm Jefferson sẽ bị nhấn chìm trong nước những trận mưa lớn ở Washington cũng gây lũ lụt nhấn chìm nhiều địa điểm. Teresa Durkin, giám đốc dự án của Trust for National Mall, cho biết nồng độ phù sa của nước lũ đang rút ngắn tuổi thọ của hàng trăm cây hoa đào trong khu vực. Ước tính ban đầu dự án cải tạo sẽ tốn kém khoảng 500 triệu đô la. Các nhà tổ chức đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ và các khoản đóng góp tư nhân để bảo trì tường biển, tân trang và hiện đại hóa toàn bộ khu vực.